Này là quán ăn mà âm nhạc nó mở giống giống như là DJ. Này vô đây chú để ăn rồi. Anh này anh đang nói là anh mới đi Việt Nam về. Anh làm ở đây nhưng mà mới đi Việt Nam về. Hey. How'd you know we were Vietnamese? Because I've been around. You can tell, right? You can tell. I was like reading the dictionary while I was talking to people. I'm like, you can tell like, the dialect. They were trying to give me stuff. I was like, yeah, come on. They're like, what? I'm American. I was like, you got it. Yeah. How do you like Vietnam on the scale of 10? A 20. 20. Wow. Yeah. More than 10. Mình nói ảnh là đi Việt Nam về thì bạn thích như thế nào? Trên đăng điểm là 10 điểm thì anh cho 20 điểm. Mới đi Việt Nam về đi Hội An thích lắm. Mình đi ăn nhà hàng barbecue Đại Hàng. Tình cờ mình gặp anh chạy bàn. Anh mới đi Việt Nam về, anh rất là thích. Anh nói anh bay từ phi trường Los Angeles qua phi trường ở Singapore rồi về Việt Nam. Về Việt Nam anh đi Hội An, Đà Nẵng và Huế. Anh rất là thích. Anh nói một ngày anh chỉ xài 10 đô la thôi cho nguyên ngày mà anh ăn rất là no. Và anh nói anh sẽ quay trở lại sớm. Anh nói người ở Việt Nam rất là tôn trọng du khách. Anh rất là thích. Mình có hỏi là bạn đánh giá làm sao, như thế nào về Việt Nam trên thang điểm 10 điểm. Thì anh nói anh cho là 20 điểm. Anh rất là thích. Vì có thể thích quá cho nên anh nói anh cho 20 điểm. Và anh sẽ trở lại sớm. Trở lại Việt Nam sớm. Thì ngày nay du khách nước ngoài về Việt Nam, đi Việt Nam chơi thì không còn gì là điều xa lạ. Và đa số du khách người nước ngoài rất thích thú Việt Nam. Các bạn Việt Kiều cũng đã từng về chơi, chắc cũng hiểu chuyện này. Rất thú vị đi ăn nhà hàng ở Mỹ, gặp một anh chị bạn người Mỹ đã đi Việt Nam về và rất thích, khen ngợi quá trời. Cũng khá thú vị.